Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Mayray. Và hôm nay mình có một cái điều rất là muốn khoe cho các bạn, đó chính là bình nước. Và mình đã leo được Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là YouTube Mèo này và clip này, clip nãy các bạn có xem đó là cái clip mà rất là lâu của mình rồi, từ hồi tháng 5 cơ. Từ hồi tháng 5 khi mà cái mùa mà mình đã lên được 5k5 với một con Hawk level 9 và con Wizard chỉ với một con Wizard level 10 thôi. Rất là lâu rồi khi mà cái deck mình nó còn bá đạo, tức là khi mà Skeleton vẫn còn được 4 em. Skeleton vẫn còn được 4 em và sau đấy là Tornado lúc đấy là vẫn còn được tới 3 giây cơ. Còn sau một thời gian nó nép dần và có ra chế độ 2v2, vì vậy là mình không lên được deck mình càng ngày càng yếu, và vì vậy là càng ngày càng tù thôi. Có những cái mùa bết bát không thể lên được 5k2 luôn. Và mùa này mình cũng như vậy, là mình đã rất là cố gắng khi mà con Hawk của mình, rare của mình đã mắc rồi. Mình vẫn còn trông chờ con Skeleton với lại Tornado với lại Barrel thì mắc rất là ok rồi. Tuy nhiên là những cái Skeleton, Barrel với lại Tornado mắc thì rất là lâu. Tại vì đối với những người chơi free như mình thì rất là lâu. Các bạn có thể thấy là khi mà tại sao mình lại quay trở lại với cái deck của mình ngày xưa rất là lâu rồi. Nếu các bạn có theo dõi mình ấy, là từ khi mà mình chơi cái thay bếp vào ấy, thì cái deck của mình rất thích đánh lava. Tại vì đánh lava counter cực kỳ là đơn giản thôi. Tuy nhiên ấy, sau cái thời đại mà quá rất nhiều cái counter của lava house, cộng với lại một cái nữa là bây giờ có những quân rất bá đạo ở dưới mặt đất, vì vậy là lava giờ không còn được ưa chuộng nữa. Tại vì quân quân của lava hầu hết là toàn bay ở trên không thôi, vì vậy là họ không còn được ưa chuộng nữa. Vì vậy là mình, và trong một cái điều nữa là ở tại cái thời điểm update lần này thì con Princy được update cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy là mình phải bổ sung thêm một con để hỗ trợ mặt đất nữa. Và với những cái deck kiểu như Mota thì mình cũng cần phải bổ sung cái con đấy. Vì vậy là mình quyết định quay trở lại với cái deck Skeleton. Mặc dù là Skeleton ngày xưa nó 4 con, bây giờ 3 con nó yếu rồi. Nhưng mà như thế vẫn là có một thay đổi cực kỳ đáng kể trong cái khi mà mình leo cúp ở đây. Thì đấy là lý do tại sao mà mình quay trở lại cái deck cũ của mình. Với những người chơi free thì mình nghĩ là lên chơi một deck thôi. Vì chơi một deck thì nó mới cái mình có nhiều kỹ năng hơn, mình rèn luyện nhiều kỹ năng hơn để leo cúp. Còn với đánh challenge thì các bạn chắc chắn là các bạn phải đánh nhiều deck rồi. Đánh nhiều deck rồi. Nhiều khi mà các bạn có thể là leo một ngày các bạn có thể leo lên mấy trăm cúp, nhưng mà có một ngày các bạn có thể là leo tụt mấy trăm cúp luôn. Đó là điều rất là bình thường. Rất là bình thường, tại vì là có những khi mà bạn gặp những cái deck counter mà thành một list dài lằng nặng thì các bạn không thể lên được. Đấy, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tip như kiểu là đánh với Mota như thế nào này, thứ hai là quăng barrel như thế nào hợp lý, và thứ ba nữa là gặp những cái deck mà kiểu mình bị counter ấy thì mình làm như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào trận đầu tiên. Đây, mình sẽ đi qua những cái deck như kiểu deck ngựa, giant ngựa hay là deck giant mà ba spell như thế nào. Những cái deck mà kiểu ba spell thì gặp những kiểu như deck lockbait hay là deck kiểu barrel á thì rất khó ăn, và hầu hết toàn là thua thôi. Cùng lắm là hòa, nhưng mà rất là khó hòa, tại vì là spell của họ cực kỳ là khó chịu. Họ chỉ cần thủ dâm xong đẩy giant xong là đẩy và thủ dâm spell thôi là mình đã chết mất rồi. Đây, và các bạn, đầu tiên là mình sẽ đi qua cái trận của trận này với lại ngựa poison. Đây mới chỉ là có hai spell thôi nhá, nhưng mà một điều nữa là cái deck này rất là nhanh, ngựa rất nhanh. Giant rất là nhanh. Đấy, các bạn sẽ xong qua thông tin là 6k1, không phải là một dạng vừa đâu. Nhưng mà tại sao mình lại trong trận này là mình thủ hòa được? Tại vì có một điều đơn giản là họ dùng poison, mà dùng poison thì mình lại không bị chết, con wizard của mình vẫn thủ được tốt trong một thời gian ngắn thì nó vẫn thủ được. Đây, mình sẽ xem qua cho các mình sẽ tâu nhanh cho các bạn xem tại vì sao mình lại thích poison hơn là thích bị fireball. Một con cái là con wizard của mình chết ngay lập tức, nhưng mà với poison thì mình vẫn còn thời gian để đối thủ được. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn mà có hai quân đều thủ bộ ấy, thì các bạn này phải ra từ từ, các bạn đừng ra một lúc, vì ra một lúc các bạn sẽ được chết bởi poison. Ở trong cái này cực kỳ là khó chịu khi mà có cái flying machine bắn rất là nhanh, mặc dù là máu yếu thôi nhưng bắn rất là nhanh, nên là vì vậy các bạn phải làm thế nào để cho bắn được cả ba mục tiêu luôn. Vì vậy là cái quan trọng nhất ở trong cái bài này đó là việc các bạn đều
điều quân thủ mà phải giết được 3 mục tiêu. Đối với mình là trong bài là con quân giáp. Đấy. Các bạn có thể thấy là mình sẽ thả Funky sau là dùng Fernando. Mình không bao giờ thả hai liền một lúc cả Skeleton và cả Goblin Gang. Tại vì đã có Queen Zat làm thủ rồi thì không nên thả những con đấy. Khi mà họ poison thì sẽ không chết. Và khi mà họ thả ngựa rồi thì mình sẽ thả Skeleton đẩy lên một trên, đẩy lên một nấc thì có thể làm cản trở được con Queen. Đấy, và cái trận này thì mình rất là khó thắng. Tại vì là họ rất là mạnh, quân của họ rất mạnh và rất nhanh. Vì vậy là mình chỉ có thủ thôi, mình không thể thắng được trong bài này. Với một điều nữa là trong bài này họ có Zat. Mà cái Zat này á, Zat này nó lại giết chết được con Barrel của mình. Nếu mà không giết chết được Barrel của mình thì mình cho nó thấy cảnh lâu rồi. Đấy, các bạn nói là mình phải thủ rất là lầy. Thủ rất lầy. Mình phải quăng Barrel thôi, mình phải quăng Barrel để họ phải ra Zat. Nhiều người rất là thông minh nhưng mà họ bỏ qua cái Zat đấy, họ sẽ dùng cái con khác để counter Barrel của mình. Để họ tạo điều kiện để giáp những con như kiểu Skeleton với Goblin của mình. Tiếp theo là một trận mình thua, tại vì các bạn đơn giản là ba spell này rất là khó ánh. Mình bỏ luôn ba trận luôn. Đây các bạn nhìn tôi nhanh. Rất là khó đánh với những deck mà có Barrel thì ba spell là một điều cực kỳ là khó khăn. Phải nói là thua là 80% luôn. Đấy, một fireball một giáp xong, mình hết quân thủ. Tiếp tục họ lại cong quăng, tiếp tục họ đẩy ba giant. Mình không biết thế nào làm thế nào. Mình công bên kia nhưng mà bây giờ không còn cái gì thủ. Đấy, lại có lần chạy có gang. Lại có mini P.K. rất khó thủ trong trận này. Và trận này là mình bỏ luôn. Rất là khó. Bây giờ mình sẽ đến một trận mà mình đầy deck ngựa. Deck ngựa nhưng lại có round, lại có cả 3 spell. Nhưng mà 3 spell này lại không khó bằng 3 spell của bên kia. Tại vì họ lại có một cái poison chứ không phải là một cái fireball. Vậy các bạn dùng xem là mình thủ như nào đây nhỉ. Deck này là dễ hơn. Deck này nó dễ hơn nhiều so với deck của lúc nãy. Khởi đầu, khởi bầu khi mà mình đã có những quân như kiểu là Hawk hay là Barrel thì mình không bao giờ mình giữ nguyên đấy. Mình cứ thế mình quăng thôi. Đơn giản là mình quăng, đây là những cái quân mà mình thăm dò đối phương. Họ poison ở trong tên này mình nghĩ là hơi thừa. Tiếp tục họ lại ra một cái con Musk để counter Barrel và một cái giáp hơi chậm. Con Quizzard của mình vẫn tranh thủ bắn một hit. Ở trong tuần này thì mình cứ từ từ mình còn đấy thôi. Mình chỉ cần ra Quizzard và Tornado thôi. Các bạn lưu ý không nên ra Goblin nhé. Không nên ra Goblin ở trong tuần này nhé. Đấy, bây giờ mình phải nói deck này nó dễ đánh dễ hơn so với những cái deck kia. Deck kia 3 spell đấy cực kỳ khó. Bây giờ họ lại ra ngựa, bây giờ mình cứ từ mình thủ thôi. Tại vì mình biết là họ có poison rồi, mình cứ từ mình thủ thôi, không có gì phải nhanh hết. Ngăn cản đường tấn công của ngựa thì mình cứ thả Goblin với lại Skeleton thôi. Phải giữ lại như vậy nha, các bạn phải lưu ý được như vậy. Bây giờ là mình cứ từ từ đẩy từ từ thôi. Vâng. Và không việc gì là mình không ngại thủ ngay cầu cả. Tại vì là quân của mình phải xanh nhanh ấy, vì vậy mình cứ đẩy cao lên một chút thôi. Nhưng mà đừng qua cầu nhé. Các bạn lưu ý là đừng qua cầu. Vì qua cầu ấy các bạn sẽ không được nhận sự support của cái trụ. Bây giờ mình sẽ đi vào cái trận của P.K. này và mình sẽ chỉ cho các bạn tại cái tip nho nhỏ thôi. Tip nho nhỏ toang Barrel cực kỳ là hiệu quả. Trận này mình sẽ đi từ từ. Các bạn thấy là ban đầu mình đã qua Barrel này. Mình qua Barrel mình sẽ quăng cái vị trí ngay trước trụ một ô. Tại vì sao? Tại vì mình đã giải thích ở trong những cái video trước của mình, đó là việc các bạn, thứ nhất là các bạn có thể chết bởi giáp, nhưng thứ hai các bạn có phải tránh được một turn của Lock. Vì Lock thực ra là bắn vào cảm giác, thả Lock theo cảm giác, tức là họ nhìn vào cái bóng, họ nhìn vào cái bóng của Barrel. Có nhiều khi là họ mình quăng ở đấy, dù sao mình cũng chết, nhưng mà đối với những họ mà thả chậm nhịp một chút ấy, chậm so với một nhịp ấy, thì mình vẫn có được 3 hit của từ 3 con Goblin. Đấy, các bạn thấy là mình không thả cả ở trong cái tơ này ấy, mình không thả một cái ồ à, mà mình cứ thả từ từ thôi. Mình vẫn giữ được quân. Và thứ hai là mình vẫn thủ an toàn. Tại vì nếu mà các bạn mà thả cùng một lúc ấy, có khi là họ sẽ dùng around và sẽ giết luôn. Bây giờ họ tiếp tục họ đẩy quân. Tiếp phần nữa là tính mình quăng Barrel như thế nào để mình ăn được cái chuỗi phải ấy.
các bạn sẽ xem là tại sao mình như vậy, mình sẽ giải thích cho các bạn. Khi mà họ đẩy mất bên kia thì mình sẽ quăng vào bên phải và từ từ để con mất nó đi lên thôi. Không bao giờ được quăng đúng hướng con ba mất, nó không mất ạ. Bây giờ thả Skemarel thì mình phải giữ lại, mình phải giữ lại Tondo, mình phải giữ lại Tondo và giữ, kéo luôn rồi đóng. Đấy là các bạn phải rất tỉnh trong đây này, nếu mà các bạn mà không tỉnh một chút thì con Vinzac cũng bay luôn. Mà thứ hai nữa là cái trụ mất mấy chục máu, mấy trăm máu luôn. Ở trong cái turn tiếp theo thì họ chưa xoay được around nên là vì vậy họ phải dùng xương với lại bài bét để counter mình. Tiếp mục mình sẽ cho Hawk nhảy lên và đánh lật hướng với con bét. Không có một hy sinh từ tí con Hawk, rất là đáng tiếc ở trong turn này. Và bây giờ mình từ từ mình đẩy thôi, từ từ mình thủ xếp xong mình đẩy sau. Một điều nữa trong cái bài này họ lại bao poison, nhưng mình lại không có tự dư nào mà mình không đánh tự tin thôi, cứ tự tin mà đánh thôi. Mình thảo bạc kia đúng ngay cái chỗ mà nó họ ở cái barrel nó rơi xuống. Nhiều bạn mà dùng lock mà bắt barrel ấy, bắt skeleton barrel rất là khó ấy. Thả lock một chậm một chút rồi là mất ngay trụ rồi. Tiếp tục mình đẩy hop, mình dùng around. Mình dùng dao để giữ bét vì họ biết là họ sẽ thủ bét ca. Vì vậy là mình cứ đẩy một đống thôi, đẩy gây khó khăn cho họ. Bây giờ họ đã ra cái around rồi thì bây giờ mình lại phải thủ. Mình phải thủ bắt kìa. Mình phải thủ bét ca và mình quăng chính giữa thôi. Khi mà họ ra rồi mình quăng chính giữa thôi, không việc gì là mình phải lấy cả. Họ thủ mà rất là ok, mà rất là ok, mình sẽ tôi bằng Tornado cả đống này. Lưu ý các bạn nhé, khi mà skeleton mà nó nổ ấy thì các bạn không được thả cái skeleton barrel nó nổ ấy thì các bạn không được thả ngay skeleton ở dưới nhá. Đây mình sẽ bao lại phần này. Đây các bạn có để ý là khi mà họ đã có một bed này, có cả around này thì mình, các bạn nghĩ là mình ném vào đâu, mình sẽ không ném vào chính giữa, tại vì đơn giản này mình đầu tiên là mình giữ được goblin là mình để này, sau đó mình quăng barrel luôn. Và mình quăng barrel á là mình quăng ở bên phía góc trên cùng như này để đánh lạc hướng của họ. Khi mà họ around rồi thì họ sẽ không chết được cả bốn mục tiêu của mình. Thứ nhất là con quy giác này, thứ hai là Hawk này, thứ ba là goblin và thứ tư là goblin barrel. Đấy, đây mình sẽ một chậm một chút cho các bạn xem. Né, mình đẩy goblin, sau đó là barrel nhảy xuống, họ sẽ chắc chắn là họ sẽ thả bét với lại around thôi. Các bạn thấy không, cái khoảng cách mà mình đẩy làm cho mà cái con around của họ không trúng được mục tiêu nào, chỉ trúng một con Hawk thôi. Đấy là một điều tip nho nhỏ của mình. Đối với sử dụng là lock cũng vậy, khi mà mình ném như vậy á thì mình sẽ tránh được cái đường tác động của cái lock mà nó chiếu, nó chạy từ đầu đường đến cuối đường. Bây giờ là sẽ là Muta. Với cái deck Muta này cực kỳ là khó chịu tại thời điểm hiện tại. 6k mode không phải là dạng vừa đâu ạ. Cái Muta này mà cực kỳ là khó chịu khi mà nó kiểu là mang kiểu lock bait cấu rỉa ạ. Rất là khó chịu. Đấy là khó chịu, nó kiểu là cấu rỉa thôi. Ok, và cái deck này như thế nào các bạn có nhìn sơ qua nhé. Cái điều đặc biệt ở trong cái deck này á, điều đặc biệt của deck này chính là cái Muta, và thứ hai là họ sẽ giữ lại ruồi. Khi mà các bạn đã hết quân thủ ở trên không rồi thì họ sẽ combo cả ruồi cả miner. Đấy là một điều mà các bạn nên lưu ý trong cái deck này nhé. Vì vậy là các bạn thành công là các bạn chỉ cần đánh lạc hướng Muta rồi, đánh lạc hướng Muta, đừng để Muta bắn vào trụ là các bạn đã thành công 90% rồi. Và trong cái bài này nữa, deck của mình là deck dùng Around Counter được hình như 4 con như là Bet này, ở đâu Bet này, Preset này, nhiều khi là Goblin Gang này và con ruồi. Vì vậy là mình phải giữ lại và đánh lạc hướng combo, đánh lạc hướng Muta, sau đấy là mình combo luôn. Các bạn lưu ý trong cái deck này, deck Muta này là gọi là cực kỳ là khó chịu, nhưng mà các bạn chỉ cần nắm được cái chân chốt của deck này thôi là các bạn đã ăn được rồi. Họ vừa thấy mình ra nguyên giáp rồi thì mình rất là đấy, các bạn thấy là họ rất là thông minh khi mà họ thấy mình ra nguyên giáp rồi thì họ nghĩ là mình chỉ cần một cái giáp thôi hoặc là gì đấy thì các họ sẽ combo luôn cả ruồi, nên là họ thả ngay ruồi với lại gỗ combo của mua miner đấy là hướng và ruồi sẽ vào rồi. Các bạn lưu ý nhé, cái con Min Hoarder ấy nó rất là mạnh và rất là nhanh, và các bạn phải lưu ý các con counter con đấy. Các bạn chỉ cần sơ hở một chút là các bạn đã chết rồi. Ở trong cái tên này thì họ đặt Muta lỗi thì mình công minh chiến được lại, tại vì nếu mà các bạn không công ấy
thì họ sẽ công. Và mình khi mà mình công mà mình bị trợ thủ của Mota thì rất là khó chịu. Như vậy các bạn phải công về phía bên ngược lại để giảm lượng AD của họ. Tiếp tục là họ ra gần preset thì mình sử dụng lại mình sử dụng cái Valkyrie trong trường hợp này, tại vì là nếu mà các bạn mà thả Goblin hay là thả sư lần trong trường hợp này sẽ bị chết bởi Mota và con preset vẫn cứ tiếp bắn rồi. Tiếp theo là mình sử dụng Goblin và đánh lạc hướng Goblin với lại Skeleton đánh lạc hướng. Đấy là một điều cực kỳ đơn giản thì counter Mota rồi. Mota rất sợ những cái deck mà nó có xây nhà quân. Vẫn có một hit của họ. Đấy các bạn. Một điều nữa trong deck này đó chính là cái việc mà mình không barrel của mình nó chưa mất. Vì vậy là mình không thể tự tin để quăng một cách tự tin được đấy. Rất là đau. Cái mà giáp của barrel của mình mà đã được mắc rồi ấy, thì mình đánh cực kỳ là đơn giản thôi. Mình sẽ dùng combo around với lại nó luôn, không có gì là phải nghĩ. Combo around với barrel. Tiếp tục là họ sẽ thả ruồi đây và mình thả ngay con hop sau đấy để làm tanh. Và đó trong trường hợp này mình rất là hên khi mà thả vừa lúc con hop. Mình biết là chắc chắn là họ sẽ thả ruồi để giết ngay con Wizard của mình. Vì vậy là mình đẩy ngay con hop. Bây giờ thì các bạn chưa thấy là các bạn họ chưa xoay được con Mokota. Vì vậy là mình combo luôn. Không, các bạn có thể nói là khi mà các bạn đánh nhịp ấy, đánh theo nhịp cái tốc độ nhanh, trận đấu nhanh này các bạn phải theo nhịp. Ok. Và đấy là và đây là trận cuối cùng mà mình lên được 5k5 với một người đến từ Omega Star cũng kinh lắm. 5k8. Một cái deck này cực kỳ là khó chịu. Mota với cái Tesla, một cái họ đặt một cái Tesla với lại Mota ngay cầu thì rất khó để mình có thể bắn được cái Mota. Nhưng mà một cái mẹo đó là họ đặt cái Zetla hơi lỗi, vì vậy là mình con Wizard của mình vẫn bắn được vào Mota. Dùng Skeleton để đánh lạc hướng bởi mấy con Mota cực kỳ là hay và đơn giản. Và ở trong tên này họ fireball lỗi, nhưng mà ở trong các tên sau các bạn để ý nha, họ đánh rất là thông minh. Em đặt Mota với Zetla ngay cầu và các bạn xem là mình xử lý như thế nào. Những trận này mình đánh rất là run. Khi mọi giá dạng họ đây, bây giờ mình để thả Goblin lấy lạc hướng. Các bạn lưu ý nhé, thả hai con Goblin tách ra và cho nó bên kia nhá, tại vì nếu mà các bạn cho hai con vào hướng bên này thì sẽ bị đàn bét cắn chết luôn hay là tức. Tiếp tục là mình thả Goblin Skeleton đánh lạc hướng, sau đấy là mình sẽ đẩy từ từ. Họ sẽ đặt cay một cái Stella ở đây thôi, nhưng mà họ nhìn thấy được là cái Mota nó gần hết máu rồi, vậy là họ sẽ không đặt cái Stella. Các bạn xem những tơ sao họ đặt Tesla như nào, cực kỳ là khó chịu luôn. Vẫn có hạ hit đến từ của Wizard. Đấy, họ rất là thông minh khi mà bắt được cả Skeleton của mình. Tuy nhiên thì mình ở trong cái lúc nãy thì mình có được cả Skeleton, có cả Goblin đó. Họ rất là thông minh khi đặt con Nai. Rất là thông minh khi đặt từ đây này. Đấy, các bạn nói rất là thông minh, bắt bài mình cực kỳ tốt. Tuy nhiên là với Mota như này, các bạn lưu ý là với Mota nó chỉ với lượng máu như này nó chỉ bắn tần được 3 cái thôi, tần được 3 cái. Còn mình tên này mình đặt lỗi thì mình đặt Valkyrie. Đặt hơi lỗi. Cho tên này là mình hơi bị dối. Tiếp theo mình thả Goblin đã chạy ngược vào kia bên kia. Họ đặt Tesla như thế này, các bạn lưu ý nhé. Họ đặt Tesla này thì mình sẽ đặt mét như giáp được phía ngay cầu này, phía ngay cầu, phía bên trái luôn, mét kèo mét cầu. Đấy, khi đấy thì Tesla nó không thấy được cái như giáp của mình. Và bây giờ mình sẽ làm thả Bucky làm tanh và công thôi. Bây giờ mình sẽ gây áp lực tại vì là họ gang của mét của họ vừa ra rồi. Đâu, con Archer vừa ra rồi, mét thì mình không quan tâm lắm. Bét mình chỉ cần cho nó lạc hướng mà đẩy lên trên thôi là đã thành công của mình rồi. Họ tiếp tục đặt rất là như vậy, cực kỳ là khó chịu. Mình sẽ công vào phía bên phải. Mình đã thả Wizard cỡ bắn Mota. Sau đó là mình sử dụng
Và khi đẩy tay con này, và khi ra họ đã ra Tesla rồi thì mình sẽ không hót về phía người bạn rồi. Họ tiếp tục là họ thả đấy, tiếp tục họ đấy, họ vừa thả đấy rồi thì bị combo luôn, combo luôn. Bây giờ thì mình không có gì là phải ngại cả, khi mà chuẩn bị họ đặt Mota hoặc là Tesla tiếp, mình đẩy tất tay bên kia rồi, tất tay bên kia rồi, vì một mình cái Tesla sẽ không thủ được đấu này. Họ phải dùng ở trong cái bài này, họ phải dùng go around, họ phải dùng lock để đẩy cái con đấy của mình, không là chắc chắn là chết. Nếu mà họ không đẩy thì họ cũng chết, mà họ đẩy thì họ cũng chết luôn. Ok, và đấy là hoàn thành hành trình của mình, đã lên được 5k2 à 5k5, và nó rất là mệt, rất là mệt, rất là mệt, nhưng mà đó là một thành công, thành công rất thành công của mình. Và nếu các bạn thấy hay, nếu thấy những cái tip của mình như là quăng barrel như thế nào, thứ hai là đánh Mota như thế nào nó hiệu quả, thì các bạn nhớ like, share, subscribe kênh của mình. Clip này hơi dài nhưng mà mong các bạn sẽ xem hết. See you. Nhớ subscribe để nó miễn phí. Nhớ subscribe để nó miễn phí.